Thưa quý vị, sáng hôm nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn đã có buổi làm việc với Ủy ban dân các xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, huyện Thoại Sơn đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí trên 35 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao như Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú. Qua đó đã trình Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 cho 2 xã Thoại Giang và Vĩnh Trạch. Theo lộ trình, năm 2020, huyện Thoại Sơn phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021-2022 có 10 xã đạt và đến năm 2023, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn, yêu cầu các xã cần tập trung rà soát các danh mục liên quan đến việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện. Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt được, xây dựng kế hoạch rà soát, làm hồ sơ thủ tục các tiêu chí chưa hoàn thành, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân dân, qua đó tạo sự nhất trí đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Đồng thời đề nghị các phòng ban ngành huyện chủ động hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cùng với các xã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra.